Dạ con chúc quý chú mà gửi chị Gia Hoàng này coi chị Hoàng Linh nói cái gì nữa. Đợi gì đi nha. À rồi thôi được rồi không sao. Nghe giọng chị là biết nói được rồi, không có vấn đề rồi. Em sợ mời chúng mấy thằng ba que lên nó phá thôi giống gì á. Bà que thì chửi cho nó mất dép luôn. Trong phòng người ta đang ngủ, phải chạy ra ngoài. Chào các bạn trên diễn đàn nha. Hôm nay xem cái nick của cái thằng Lê Sơn ở Thì Dung Nhựa ở Hà Nội sao? Cái mạng của nó toàn là chia sẻ cái quật ba quê ở Hà Nội. Tao nói để cho cái thằng ác quy biết này, tao chửi mày 5 lần 7 lượt rồi mà mày cứ mò lên mạng để mày mày nha nhả mày nói mày là cái thằng ngu. Mày suốt ngày mày lên mạng để mày nói. Mày gì hơn con chó một đôi đũa mà mày sủa cái gì, mày sủa ra tiếng người làm gì thế mày? Tốt nhất mày đừng có sủa ra tiếng người. Cái thằng ác quy ạ, tao gọi mày là ác quy là mày biết là cái loại điếc cho nên người ta gọi là ác quy. Mày ngu mày nghe gì, mày đặt cái tên của mày ngu. Bởi vì ác quy là cái loại Ủa? điếc. Điếc điếc lắc lắc người ta mới đã đặt là ác quy. Ủa cô Giao Thế Hàng ở Thanh Hóa hả cô Giao Hàng? cô nói cho cháu hiểu lời này này, cái bọn mà bao que xỏ lá này này là nó không làm được cái gì mình đâu, mà nó chỉ là như con rối ấy, là nó ngoáy đằng nọ ngoáy đằng kia, là mình là cái người mà nóng tít là mình nói lại để cho nó biết thôi. Chứ còn cái bọn ba que này thì nó bẻ làm sao gãy được xương cộng sản, cộng sản xương nó cứng lắm bẻ không nổi đâu. Mà tao nói để cho chúng mày biết này, cái thời mà chiến tranh đấy mà thằng Mỹ nó còn nằm ở cái đất Sài Gòn này này, đúng không? Chúng mày là đứng nhất Đông Nam Á mà chúng mày không bẻ nổi được cái thằng cộng sản. Bây giờ chúng mày ở Thanh một cái Hóa quê ngoài tôi. bánh mà suốt ngày chúng mày sủa vào trong bánh người ta, chúng mày sủa ra tiếng người. Tao nói chúng mày biết là nếu chúng mày đủ bản lĩnh ấy, tao kêu ông Trung đi kìa, tại sao ông trục xuất 8.700 người của chúng tôi ở bên Mỹ về Việt Nam làm gì thế, để chúng tôi bên này đi ăn xin để cho đất nước chúng ông các ông nó đẹp. Sao đổ vào Việt Nam gì, cái phế thải mà đổ vào Việt Nam gì hả? Ác quy mày đổ đủ bản lĩnh mày ra đảo 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 ông Trùm đi, mày lên đây đảo đảo cộng sản chúng ta làm gì? Mà tao nói cho ông mày nghe này, không có cộng sản đấy là cái người dân miền Nam ở trong đấy là bị chúng mày ấy này, người nào là chặt đầu, nào là mổ bụng, nào là chôn sống nha, rồi là giết người ta tập thể. Chúng mày giết người vô tội vạ, chúng mày là lũ súc sinh súc vật. Cho nên tao mới đặt cho chúng mày là chỉ hơn con chó mà đôi đũa. Để chúng mày biết rồi ác quy nghe chưa? Hiểu chưa? Cho nên á, chúng mày mà cho nên cái mạng của tao là chúng mày không có dám vào. Vào là tao chửi chúng mày đến năm đời 10 kiếp mà ông mà cha chúng mày không nghe nổi. Ác quy ạ. Cho nên tao mày đừng có sủa đất tiếng người. Mày mà vào mạng ai mà mày sủa đất tiếng người ấy là người ta sôi máu, là người ta muốn tìm mày, người ta chặt đầu mày giống như cái thời xưa chúng mày chặt đầu chúng tao á. Nghe chưa? Chúng mày chứ làm như chúng mày là đạo đức nhân đạo lắm. Chúng mày đạo đức gì? Chúng mày đạo đức đi vào cái côn đảo cho mày xem cái đạo đức của chúng mày đang phơi bày đấy. Cái thằng Mỹ đấy mà nó về Việt Nam nó đang còn rơi lệ, mà chúng mày là cái loại súc sinh súc vật, chúng mày không có óc không có não. Cái bộ não của chúng mày là phải dùng cái vòi phun xăng mà ngày xưa chúng mày phun đốt người dân chúng tao đấy, phải dùng cái Cô vòi Gia đấy. Hoàng ơi, cô Gia Hoàng hiện giờ đang sống ở đâu vậy cô Gia Hoàng? Cô đang ở bên Đài Loan. Ủa Cô nghe vừa nói cô ở Thanh Hóa đó cô Gia Hoàng. đúng rồi, cô ở Thanh Hóa nhưng mà cô gốc nhà cô là ở Bắc Giang, cô ở Bắc Giang. À con cũng dân Thanh Hóa ở đây. À, thế là để yên đi, cô nói để cho cháu nghe cái thằng thằng Duy Tân ấy là nó sang bên Đài Loan mà cô đuổi cho nó mà chạy, nó mất dép luôn, nó sang hôm nay ngày mai nó phải chạy mất dép luôn. Cái thằng Nguyễn Duy Tân ấy, cô thuê 12 thằng đầu gấu lên bẻ răng nó, nhưng mà lên nó gọi cảnh sát đến thì cảnh sát nó bảo chứ làm sao, chúng mày tập trung đây để đánh ai, đánh cái thằng này này, hắn đập phá công ty của chúng mày ở bên Việt Nam ấy, rồi là hắn đánh người dân Đài Loan chúng mày, cảnh sát ra về có bênh nó đâu. Thế nên cái bọn Bắc Quyên này có đi đến chỗ nào người ta có là có ai người ta để ý đến cái chúng nó đâu, mà người cái bọn
cái bọn này này, cái thằng ác quy à, nếu mà mày mà có cái đạo đức ấy, mày nói với cái bọn mà bác quê ở bên Mỹ kìa, các anh ở bên đó đừng để cho đồng đội với nhân dân ở bên đó bị chết đói, nằm chết riết ở ngoài vỉa hè ấy, đồng đội của chúng mày đấy, dân chủ dân oan của chúng mày đấy. Còn cái cộng sản chúng tao ấy không có đa đảng đâu. Một hai nữa chúng mày không ấy được, chúng mày đừng có tưởng những cái cuộc biểu tình mà chúng mày tổ chức ra biểu tình đấy mà đập phá rồi là mang gã đá mang gạch cho ném cảnh sát công an đấy, chúng mày có biết không, chỉ cần một cuộc điện thoại đấy là người dân hoặc là cảnh sát bộ đội người ta đến người ta vây bắt chúng mày hết, không để cho chúng mày phá. Nhưng bởi vì làm sao người ta không làm, bởi vì là người ta muốn nó có một cái bằng chứng để sau này nếu một con đường cùng người ta xả súng vào chúng mày vô tội vạ, không có ai can thiệp vào được. Chứ còn tao nói ở cái lũ quạ đen nè chúng mày ấy, tôi không nói cả được cả quạ đen đâu nha, cái quạ đen mà đi theo cái bọn mà đi chống phá đất nước đấy, nó đi vào trong nhà chùa nhà thánh nó có nói tiếng đạo đâu, mà nó toàn có nói tiếng chó không à. Cái bọn mà quạ đen của thằng Nguyễn Thái Hợp với thằng Nam thằng Thục đấy, nó toàn dạy con chim của nó theo tiếng chó tiếng mèo không thì nó có dạy đâu, nó toàn có là lôi những các cái ở trong cái cuộc họp quốc hội đấy à, là có cái gì là anh lôi ra là anh kêu gọi con chim của nó để đi cấu xé đằng nọ cấu xé đằng kia để chống lại đảng và nhân dân. Cái bọn này là cái bọn khủng bố đâu phải dân mình, cái bọn nó đi biểu tình hàng ngày đấy, nó không phải là dân mình nữa đâu. Bởi vì như nào, một cái quyển sổ như này là anh ghi vào đây này, tên tôi là Nguyễn Văn A ở ấp 1, ấp 2 Đồng Nai, điện thoại dưới này, mỗi tháng nó cho 200 bạc, rồi là đi biểu tình cho nó, rồi đi tù thay cho nó. Cái bọn này là bọn ngu, nó dùng người ngu để làm giàu cho nó. Cô hỏi cháu thằng Thục, thằng Nam, thằng Nguyễn Thái Hợp tiền đâu mà xây nhà bạch ốc, tiền nhà lầu xe hơi mà nó còn hân còn tiền nó còn bỏ Cho trong Nam cái đi, trước khi đi cho Nam lấy được có mấy tỷ với nhiêu đâu cô, cho Nam, à đấy không phải mười mấy tỷ, cho Nam trước ba khi mà bỏ cái giáo xứ gì đó cho Nam đi chỗ giáo xứ khác là con chiên khóc quá trời luôn, không phải khóc thương cho Nam đâu, cho Nam nói cho Nam bỏ tiền lại đi, đừng có đi mà đem tiền theo như vậy. nó dùng người ngu để làm giàu cho nó đâu có phải dùng vì vì tổ quốc, nó đâu có vì con chim. Cô nói cho cháu nghe, những cái con chim của cái bọn cha đạo đấy đói là đói không tưởng tượng được, cái dân Nghệ An nó đói lắm, nhưng mà nó có đi cầu Phật cấn cho chùa cho cái bọn cho giáo dân được no được ấm đâu. Nếu mà như thế này, cái bọn giáo dân mà theo thuộc Nam á, bảo cha ơi nhà con đói lắm, cha cúng cái ông mà treo cổ trên đó đấy, cái ông treo cổ trên đó á, bảo ông ấy là yểm cho con cái cục vàng để cho con khỏi đi biểu tình đấy, xem là ông nó có yểm không, cái ông chúa Giêsu đấy ông có yểm không cho cục vàng không, rồi là khỏi phải đi tù, khỏi về phải đi biểu tình. Anh dùng những các cái đứa con trẻ mới có Cô lên năm ơi, mươi tuổi chưa ở, biết ở ở bên Đài Loan bây giờ là chắc trễ rồi, nhưng ở Việt Nam bây giờ là cũng trễ á cô, nên là con xin phép cô để con, cô nói đang nói thì con ấy cũng kỳ, nhưng mà có nhiều rất là nhiều chú ở đây cũng đang có bức xúc về anh IQ, ảnh chú muốn lên để nói chuyện vậy á. cái thằng ác quy đấy. Cô chửi nó đến mấy tháng nay rồi, cô nói là hắn chỉ hơn con chó một đôi đũa thôi, đừng có chấp nó làm cái gì, chấp nó làm gì, chấp nó thì chấp con vịt con ngỗng con ngan còn hơn à. Cái con ngỗng con ngan ấy mà quát nó bảo đi này, mày đi vào trong nhà đi, đừng có ra đây, thì hắn còn biết đường nó đi vào. Nhưng cái thằng ác quy này hắn chỉ hơn con chó một đôi đũa, chỉ biết cái cầm đôi đũa nó vào bộc cứt vào miệng nó thôi. Cái thằng ác Chắc quy chả biết ở trong đấy này đâu, nó đứng trong này tao chửi cho nó mất mặt năm đời 10 kiếp, nó ăn 3 vạn bát máu luôn, nó đâu có dám ở trong này đâu. Mà thân mà thấy cái mặt tao dạ. là nó Thì chạy con ra cũng cảm ơn là lời chia sẻ của cô, coi như là một cái sự bức xúc của một người dân dành cho anh à, quy rồi bây giờ con xin phép cô để cho chú Siêu hoặc là chú Tài để mà lên tiếp tục mà mọi người chia sẻ thêm. ok. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Để rồi, bye bye. Tất cả mọi người đã tỉnh táo chưa? Chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện ngay sau khi một bài nhạc rap mới đi qua. Không biết là có chú nào có chú nào đang ta, có chú Siêu hay là chú Tài nữa muốn lên á.